Mới đây, sau khi xóa đi bằng chứng cho thấy A Dân ngoại tình trong thời gian cả hai vẫn còn phổ biến sống, Vu Gia Sun lại kế tiếp đăng tải những chia sẻ khiến cư dân mạng hoang mang. Vu Gia Sun viết, thật lạ, trong cuộc đời của anh ta không hề tình nghĩa với hôn nhân, anh ta chỉ nhận thức ra vấn đề khi bị cáo buộc, nhưng mọi người lại nghĩ tôi đang khiến anh ta phát điên. Thành thật mà nói, tôi đã mệt mỏi với việc và không thân mật nhiều đến anh ta. Tuy nhiên, ngược lại, anh lại nghĩ rằng bạn dạng thân đang chịu đựng tôi. Nói cho cùng, những thông báo về việc ly hôn quá khắc nghiệt đối với tôi, người đã chịu đựng anh ta một thời gian dài. Tôi muốn kế tiếp công khai điều đó trên mạng xã hội để mọi người cảm chứng được việc bị phản bội như thế nào. Chung sống trong 3 năm không phải lúc nào chúng tôi cũng ghét nhau. Trong thời gian đầu, chúng tôi hạnh phúc. Vụ án ly hôn đang diễn ra và sẽ mất nhiều thời gian. Tôi thật sự ghét anh ta và muốn được giải thoát sớm. Tôi đã làm đủ mọi việc, nhưng anh ta sẽ không xuất hiện. Vì anh ta đã không còn yêu tôi nữa. Trước đó, nữ diễn viên đã khiến dân tình bất thần khi đăng tải một bức hình người giấu mặt toàn khăn tắm cùng lời nhắn. Đây là ảnh chụp bìa cho Sinlemus Idai mà tôi sẽ cho ra mắt. Tôi đã nộp tổng cộng 4 hình ảnh bằng chứng lên tòa. Hiện cô đã xóa hình ảnh này đi. Nguồn